Mặc dù tôi chưa đụng cái túi tiền ai hết, một điều ngạc nhiên là tôi chưa từng đụng vào túi tiền của ai hết. Tôi chưa từng làm tổn thương ai hết vì những người chửi tôi, xúc phạm tôi trước. Có người ta mà đâu phải thánh thần đâu, mà không có cảm xúc, không có bị xúc thương mà không cảm thấy đau. Thì buộc tôi phải chống đối và tôi phải nói lên những tiếng nói của lòng tôi. Thì hôm nay đầu tiên thì tôi cũng chia sẻ sơ với quý vị thôi. Chiều nay 3 giờ tôi sẽ có một kịch bản hẳn hồi để chia sẻ với quý vị tận cùng. Bữa nay có thể là ngày cuối cùng tôi quất mà phải kiểu chi cũng phải phục tôi. Bây giờ tôi nói là phải có bằng chứng, tôi không nói không lông. Tại ngày xưa tôi không phải là diễn viên, cũng không phải là một MC, cho nên tôi nói theo cảm xúc của mình. Cho nên có khi tôi vi phạm, nhưng bây giờ tôi xúc là phải có bằng chứng. Tôi không hồ đồ nữa đâu quý vị. Tại vì bây giờ nhiều người nói là tại sao mày còn phải lên qua nói. Hãy lên nói như tôi đi. Cứ nói được như tôi không, còn có kiềm chế được như tôi không, và có tuân thủ pháp luật được như tôi không. Không chơi xã hội đen thì cũng chơi xã hội đỏ, nhưng tôi rất hiền. Tôi cũng chia sẻ với quý vị thêm một cái câu chuyện ngoài lề. Trước khi chiều nãy tôi làm một cái chương trình drama rất là đặc biệt cho quý vị. Khi tôi đi tù 2 năm rưỡi thì một cái chuyện làm cho tôi á, làm hơn gần 10 năm, chị đã ăn cắp một chiếc bông của tôi. Tôi mua rất là mắc tiền, tôi biết rất rõ chị bán rất rẻ và đem tiền về xây nhà, chuyển tiền cho con cái. Khi tôi bắt đầu chưa kịp nói thì tôi đã đi tù. Nhưng mà suốt trong một cái quá trình tôi ở trong tù 2 năm rưỡi, tôi suy nghĩ một điều là tôi tha thứ cho chị, là bởi vì chị nghèo. Chứ tôi đưa chị đi tù tội nghiệp lắm. Đó là cái lương tâm của tôi, tha thứ cho người là tha thứ cho mình. Chứ nếu như cái số tiền mà chị đưa, chị lấy của tôi như thế, chị đi tù ít nhất là từ 7 đến 10 năm vì bao nhiêu tỷ tiền đó. Nó nằm ở khoảng 4 thì quý vị. Thì tôi đi tù tôi học được nhiều luật lắm, chạy ở luật rừng tôi cũng biết nữa nha. Và tôi có một ý tưởng định trong lòng là tha thứ cho chị đi. Tôi về tôi kêu ra, tôi nói cho một lần cho biết là ăn cắp đồ của tôi và tôi cho chị ấy nghỉ việc. Chứ tôi không nỡ nào đưa người ta đi tù bởi vì đi tù khổ. Sẵn đây tôi nói luôn cho những người youtuber đã từng chửi rủa tôi, giày xéo tôi, chắc là dính vào tội 331. Nhưng mà tôi đã không muốn nói tới, vẫn lôi tôi ra chửi. Thì bây giờ tôi sẽ chơi một cuộc chơi pháp lý đó, để xem rằng họ dồn tôi tới đường cùng. Chứ tôi không nỡ nào muốn dồn họ tới đường cùng. Quý vị thấy có những người lên chửi tôi để kiếm cái đồng tiền đó ăn cho bản thân, nuôi gia đình, có nhục nhã không? Gần đây nhất đó là thằng Sáu TV nha. Rồi một cái thằng ở dưới Bạc Liêu, rồi thằng Hoàng Duy Hùng. Kiểu gì tôi cũng kiện tới nơi nha. Xúc phạm nhân phẩm người khác vô cớ, mặc dù tôi không biết họ là ai. Quý vị thấy không? Mình sống với lương tâm, mình nghĩ cho người khác, nhưng có ai nghĩ cho mình không? Chửi tôi thậm tệ, mặc dù tôi chả biết nó là ai. Chửi để kiếm tiền ăn vô miệng, có nhục không quý vị? Nhục không? Có bao giờ mình nghĩ là mình đi lẫn cái tiền YouTube đó mà mình đi chửi một con người không hề quen biết với mình? Vậy thì động cơ nào? Chỉ là động cơ kiếm tiền để xỉn tục người khác thì mình là con người hay con thú? Người ta có đụng chạm đi tới mình, người ta có quen biết mình là ai đâu. Mà thậm chí là người ta chẳng cần biết mình là ai. Bỗng nhiên mình lên mình chửi người ta, mình tạo sóng tạo gió cho người ta để mình được nhiều view, nhiều like. Mà cái người đó là ai? Không hề quen biết, chẳng qua là đu kem chửi người khác để kiếm tiền sống. Vậy thì nhục quá, đúng không? Thì gần đây quý vị thấy là nó có một thằng YouTube chơ ôm bơm từ bên Mỹ chạy về đây cũng lên chửi như đúng rồi. Các quý vị,
chiều nay quý vị xem cái quốc đó như thế nào. Tôi xin chơi đúng cuộc chơi pháp lý, quý vị biết rằng là con người ta thương nhau thành tâm. Cái tâm tôi quá từ, cho nên họ ăn hiếp tôi. Chứ còn nếu mà nói về một cái sầm cỡ như tôi á, tôi ác cái thằng ma hơn tôi lắm. Tôi có tiền mà tôi ác cái thằng ma hơn tôi, chứ tôi không làm. Bởi vì tôi tin nhân quả là có thật và tâm linh cũng có thật. Nhưng đừng dồn tôi vô đường cùng, đừng vô cớ chửi tôi như vậy. Bởi vì những cái người đó họ quên là một điều, nếu như ai bỗng nhân xúc phạm mình, chửi mình mà không quen không biết gì mà dùng những cái lời lẽ miệng thì tôi đến như vậy, đến những người đó như vậy thì có bỏ qua không? Con người mà ai cũng có sân si, tham sân si mạn nghi, nhưng mà ít nhất là người ta phải đụng chạm với cái quyền lợi của mình thì mình mới nói người ta. Hoặc là mình vì cộng đồng, vì số đông thì mình tấn vào tông người ta thì cũng có lý đi ha. Còn đằng này tôi không hề quen biết, đi lên chửi tôi, xúc phạm tôi. Nhưng quên một điều là tôi đã 50 mấy tuổi rồi, tôi đặt cha, đặt mẹ tôi đó. Mà nó chửi tôi con này, con kia, đĩ này, đĩ kia. Rồi tôi mới sẽ học được một bài học của cuộc đời. Không sao đâu. Nha, riêng cái thằng Hoàng Sáu TV và cái thằng Bạc Liêu, nha, hai đứa tụi mày dạo thằng một bơ, kiểu gì tao cũng chơi tới nơi hết. Rõ ràng là tụi bay xúc phạm nhân phẩm. Bởi vì thấy không, cái đợt vừa rồi á, cũng hàng đi với lại chồng bác sĩ, tôi cũng chẳng quen, chẳng biết gì, lên đánh phá chửi rủa tôi, tấn công đại nam, rồi cũng đi tụ, kể cả con đánh lăng khùng. Nó tới giờ này vẫn giỡn nhau ngoài vòng pháp luật. Nhưng hãy đợi đấy, chia sẻ đi mọi người ơi. Nó còn những người chửi tôi không muốn nhắc tới là bởi vì sao, không cùng lê bồ đẳng cấp với tôi coi như rác. Nhưng mà cái gì nó cũng có một cái giới hạn của nó, đừng đi quá cái giới hạn. Con người ta cũng có một cái sự liêm sĩ đó, một cái sự liêm sĩ và một cái tự thái nhất định. Ai chửi mình chịu được không? Mình chửi người ta mà trong đó người ta không quen biết mình, không đụng chạm tới quyền lợi cá nhân mình, tiền mình đụng, không có quen, không biết gì, bỗng nhiên chửi người ta như đúng rồi. Tôi im lặng, lặng tới, cứ chửi tiếp đi, cứ tiếp tục đi. Tôi chăm mắt lên tôi coi, cuộc đời của những con người này đi đâu về đâu. Ở thì tôi nói nhiều khi á, tôi không muốn ai đi tù, khổ lắm. Đi tù là một cái gì là thật sự là cay đắng vô cùng. Tha thứ được thì tha thứ, nhưng mà đừng làm quá. Đừng làm quá. Quý vị nghĩ đi, trong cái cuộc đời này kiếm một người tử tế rất khó. Mà nếu mà tôi biết chơi được gần, tôi chơi dơ thì tôi không phải là được nhiều người thương mến vậy đâu. Thậm chí tôi bị bắt vô mà nhiều người còn nói chị đi cãi lộn với cái đám bá dơ đó làm gì, chị thấy tiền chị ra là có người xử rồi, cần gì tới chị. Nhưng tôi không phải là cái thành phần đó, tôi không thích như vậy. Cuộc chiến tôi chơi, tôi kêu thẳng tên tôi, chỉ thẳng mặt tôi chơi, không có chi dơ. Nhưng mà họ chơi với tôi quá dơ, bất công bằng với tôi. Quý vị thân, hồi nãy giờ tôi nói quý vị thân, tìm một cái lỗi cho tôi thì tìm không có ra, chỉ là một sự ganh tị đố kỵ thôi. Mà thật sự nói trong cái drama này tôi thấy đa số là đàn ông đó, họ binh tôi nhiều, họ hiểu chuyện. Còn nhiều người phụ nữ á, sân si ganh tị không cảm thông, chửi rủa xúc phạm tôi, con đĩ này con đĩ kia, con nào cũng là con đĩ hết. Mà đĩ một thằng hay đĩ nhiều thằng, con nào cũng là con đĩ hết. Đĩ cho chồng cũng là đĩ. Cho nên chửi người ta cái đầu mình rác không, mà mình đi bươi rác nhà người khác. Tôi thật là tội nghiệp mà tôi mắc cười nha quý vị. Cho nên tôi nói với quý vị rằng sau một cái cuộc bể nhau này, tôi nghiệm ra được nhiều điều rồi. Thực sự là người tử tế là một điều gì đó vô cùng khó khăn. Và tôi tin chắc rằng không ai dám dấn thân như tôi. Vì có tiền là hưởng thụ rồi, mắc mớ gì đi lo cho thiên hạ, mắc mớ gì mà nói chuyện thiên hạ. Ai cũng nói như vậy, họ có lý do để đúng. Tất cả quý vị ngồi đây đều thấy điều đó đúng.
Bởi vì bản thân mình sung sướng quá, ngồi tình chi mà mình phải làm vậy. Nhưng quý vị tin tôi đi, tâm linh là có thật. Tôi đến cuộc đời này đôi khi nó là một sứ mạng. Tại sao tôi nói quý vị, ai đó đã kêu bên tai tôi, đất nước này đang có giặc nội xâm, mà tôi đã cũng có một cuộc chiến khốc liệt. Và quý vị biết vừa rồi tức thì thôi, tôi mới vừa về thôi, tôi lại tiếp tục đối diện một cái thứ gọi là tận cùng nhất là đám Việt Tân tìm đến tận Đại Nam. À, và chiều nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị, và có thể là hôm nay là ngày cuối cùng. Tôi nói quý vị rằng là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Cha thân mẹ đẻ tôi ra, tôi sống tới 50 mấy tuổi rồi, tôi chưa đi lừa đảo ai đồng bạc nào, tôi chưa làm điều gì có lỗi ai. Bỗng nhiên có một thằng quá dơ nó lên nó đòi tử hình tôi. Tôi tội tình như là tử hình tôi. Ai có quyền làm điều đó với tôi? Tôi có đi ôm bơm đánh vô đất nước Việt Nam này không? Tôi có khủng bố không? Hay là chính nó là cái thằng đi ôm bơm để tấn công vào đồng bào Việt Nam mình, đặt bơm ở Tân Sơn Nhất, đặt bơm ở Cần Thơ và có một ý tưởng phản động mà lại muốn tử hình tôi? Vậy tôi có tội với đất nước hay là chính nó có tội với đất nước? Mà nó lấy quyền gì nó phán xét tôi, nó đòi tử hình tôi? Bây giờ quý vị thử nghĩ đi, tự nhiên ai đó tự nhiên đòi tử hình quý vị, trong đó quý vị không liên can gì, không biết nó thằng quá dơ nào, sau khi không đạt được mục đích đòi tử hình mình, thì quý vị có cảm xúc gì không? Quý vị chồng tôi á, là tại sao không yên thân nghỉ ngơi đi? Cái điều đó tôi biết chứ, sức người cũng có hạn chứ. Tôi bây giờ năm mấy mấy tuổi rồi, tôi trở về 2 năm rưỡi xa chồng xa con, tôi trở về tôi cũng muốn nghỉ ngơi chứ. Nhưng mà bỗng nhiên ở đâu kéo lên chửi tôi đùng đùng như đúng rồi, là tại sao chửi tôi? Chiều nay tôi sẽ chứng minh cho quý vị cả một kịch bản không hề đơn giản. Thưa quý vị, cho nên là tôi cảm ơn tất cả quý vị nào đã thương mến tôi, cũng như quý vị chưa hiểu tôi. Và thực sự tới bây giờ tôi bất bại thực sự. Trái tim tôi rướm máu thực sự. Không vì những con người đó mà tôi bỏ cuộc đâu. Nhưng mà tôi thấy rõ ràng trong cuộc sống này hai chữ tình người xa xỉ. Ai cũng sống cho bản thân mình, ai cũng nói những lời rất hay, những lời có cánh, nhưng đụng vào túi tiền đi rồi sẽ hiểu được, đúng không? Đâu có ai đi móc tiền túi ra mà cho giúp đỡ nhân dân cũng bị chửi, đóng vô quỹ từ thiện cho mặt trận tổ quốc Việt Nam cũng bị chửi. Sao kỳ vậy? Ở trong đó tôi đâu có đụng tới tiền ai, tôi đâu có đi vay mượn ai đồng bạc nào, tôi đâu có làm cái gì ảnh hưởng tới ai đâu, mà bỗng nhiên chửi tôi như đúng rồi vậy. Vậy thì những con người đó có yêu nước hay không? Bây giờ không cần nói yêu nước, có yêu nhân dân mình hay không, thì quý vị sẽ phải nhận dạng ra được những người tại sao động cơ nào đi đánh phá những điều tốt đẹp tôi làm. Quý vị có thể không thương tôi không sao hết, nhưng quý vị phải thương cái công việc của tôi làm cho những người nghèo. Đó là quý vị có lương tri đó, có lương tri, có lương tâm, mà quý vị nhận diện được tại sao tụi mày chửi bà Hằng có đâu có đụng chạm gì tụi mày, bà đi làm những điều tốt cho người nghèo mà tại sao động cơ nào đánh phá bà, chửi bà vì sao? Một chút thôi, một chút tình người thôi cũng không có được. Còn có nhiều người vô cổ suý nữa. Cổ suý là vì sao? Vì không cam tâm nhìn nhận người ta thành công. Nhưng quý vị có biết rằng làm sao cái sự thành công đó là máu và nước mắt người ta đổ xuống biết bao nhiêu không? Không có đơn giản không? Nếu mà đơn giản thì tất cả mọi người ai cũng thành công rồi. Đúng không quý vị? Làm sao sự ánh hào quang nó đầy nước mắt, đầy khổ đau, đầy sự buồn tủi. Nhưng tôi đâu bao giờ kêu than đâu. Thậm chí là bây giờ nói là đúng Đại Nam, mỗi tháng, mỗi năm đều lỗ, vui lần này tôi xác định là lỗ. Nhưng mà tại sao tôi vẫn duy trì? Là bởi vì sao? Tôi có những cái công ty khác thu để bù lại chỗ này. Trong 10 công ty, 5 công ty tôi làm, 4 công ty tôi thành công, Đại Nam lỗ tôi bù vào để tôi chữa cái Đại Nam này là một cái nơi cho mọi người đến nghỉ ngơi thư giãn ngoài dịp cuối tuần. Tôi không cam tâm đóng cửa là bởi vì
mồ hôi nước mắt công sức của chúng tôi làm để tạo dựng ra một cái Đại Nam như thế này. Chứ nếu tôi không có lương tâm đó, tôi đóng cửa cái mộ. Cái chỗ này là chỗ lỗ, tôi để làm gì? Tôi để cho mọi người tới để thưởng thức, và cái tiền thu được tôi giúp cho xã hội, vậy tôi cũng có tội sao? Đúng không? Khi mà tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi và anh Dũng ngồi nói chuyện với nhau, chính vì mình đổ nước mắt mồ hôi ra quá nhiều, mình không cam tâm. Xin lỗi quý vị, tôi với anh Dũng mà không nghĩ tới nhân dân đất nước này, những cái công trình để lại trên đời, tôi biến cái khu Đại Nam này thành khu dân cư một nóc nhà, thì tôi thu biết bao nhiêu tiền. Đúng không quý vị? Tại sao tôi phải duy trì, gìn giữ nó để cho mọi người có một cái nơi vào những ngày lễ Tết nghỉ dưỡng, và một nơi tự hào với đất nước. Hôm nay tôi trầm tình với quý vị, chứ nếu không đóng cửa Đại Nam, tôi biến khu này thành khu dân cư một tốt nhạc, thì tiền thu biết bao nhiêu. Cho nên tôi nói ra, ai hiểu được thì tôi cảm ơn, không hiểu được rồi từ từ sẽ hiểu. Cái gì có không biết trân quý, khi mất đi rồi mới nghĩ ra ở ngày xưa ông Dũng với bà Hằng thế này thế nào thế kia, thì có khi chúng tôi đã đi rồi. Tôi không còn một ý tưởng nào, một sự kiên nhẫn nào chỉ tội cho người nghèo, chân nghèo, và đặc biệt là trẻ em nghèo. Ở đây đâu ai cần tôi, nhưng những cái mảnh đời họ quá khổ, họ cần tôi. Giữa cái sống còn họ cần tôi lắm, họ tha thiết được gặp tôi, được tôi giúp đỡ. Còn những người đang có phước thì hưởng đi, hưởng đi, tới một ngày nào mình hết phước rồi mình sẽ thấy đời mình, rồi đời con, đời cháu mình nữa. Nhân quả là một vòng tròn. Tôi đã thực học một bài học quý giá từ bản thân tôi ngộ ra. Cho nên sau một bệnh cuộc bể dâu, tôi muốn sống lương thiện hơn ai hết. Bởi vì không có cái chỗ nào khổ nào mặc tù tội hết. Trải qua đi rồi sẽ biết. Đừng ngồi đó phán, hãy làm đi. Hãy làm được cái gì trước, chứ là cho gia đình mình đi. Cho gia đình mình đi đã rồi tới xã hội. Bây giờ gia đình tôi á, bây giờ tôi nói không có thiếu ăn. Những cái gì chúng tôi có được á, không bán rẻ bán mắc, chúng tôi cũng sống cả cuộc đời. Quá dễ đúng không quý vị? Không cần dạy chúng tôi sống như thế nào. Nhưng lương tâm chúng tôi không cho phép chúng tôi lận cản cái sự khổ đau của người khác, và nhất là đồng bào của mình. Đó là điều sao? Tôi dấn thân vào con đường này thật đau khổ. Thị phi thì đầy, tai tiếng thì đầy. Và để minh chứng ra cho tôi một điều gì có lỗi với ai thì tôi có lỗi. Tôi có lỗi chính bản thân tôi này, tôi có lỗi cha mẹ tôi này, có lỗi chồng con tôi, tôi có lỗi ai hết. Bởi vì tôi chưa có nhu cầu ăn cái gì hết. Không, thiếu tiền thì tôi ra ngân hàng. Bây giờ ngân hàng thì tôi đã không nợ nữa rồi. Tôi đã trả xong hết rồi, tôi chỉ cho các quý vị tìm những kẻ đánh phá đó, tìm xem có chúa còn nợ ai đồng bạc nữa không. Không nha, không nợ ai, mà còn có cả một số dư khủng nữa. Đó là gì? Để cho tôi giúp đời. Đúng không? Cho nên tôi nói ở đây một cái nguyên lý sống mà mọi người chào đặt đến nó, đó là sự tử tế và cái tình người nhiều người không có. Và tôi không biết tương lai họ, cuộc đời họ sẽ đi đâu về đâu, tôi thấy tội nghiệp họ nhiều hơn là giận họ. Cái này là tôi nói thật. Quý vị biết là sao sáng hôm nay tôi ra tôi có rất nhiều cảm xúc. Tôi nghĩ rằng chỉ có mới cái bao nhiêu ngày này thôi mà 9 ca mổ tim tìm tới Đại Nam và bác sĩ xác nhận là phải mổ. Vậy thì quý vị nghĩ nó có bao nhiêu ngày mà đã 9 ca rồi, thì 2.5 qua tôi vẫn như vậy. Có ai làm gì cho bà không? Thay bà không? Không mở chợ dựng đâu, không có mày mọi người dựng xong. Đúng, không có tôi mọi người dựng xong. Nhưng còn những con người, người ta mất mát như vậy, người ta không cần tôi không? Và 2.5 qua, quý vị biết không? Dám chắc rằng không có những xe bệnh tim không chết. Bởi vì quý vị biết rằng là bệnh tim là một trong những cái chết nhanh nhất. Khi lên cơn tim mà không có thuốc uống, không có oxy thở thì đi về liền. Cho nên tôi nói ở đây để cho quý vị hiểu rằng là chiều hôm nay 3 giờ
tôi sẽ có một cuộc live stream, có thể là cuộc live stream cuối cùng vì tôi nói được và tôi không làm được là bởi vì quý vị thảm họa vô cớ không chịu được. Tôi quăng một cái là nói tôi bị công an bắt là sao, và sau cái buổi live stream chiều nay nữa thì tôi muốn xuất hiện lúc nào hay tôi không xuất hiện, tôi cũng không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của mọi người. Xin mọi người cũng đừng có đem tôi ra, và nhất là những cái YouTube dơ đi kiếm tiền á để tấn công tôi á. Bữa nay trở đi coi như là trong mắt tôi không có họ. Và những người nào làm YouTube mà sống có lương thiện lương tâm á, họ quên là một điều rằng là nhờ tôi họ mới có tiền. Tiền sắc tiền dơ gì cũng là nhờ từ bà Hằng. Có nhiều khi tôi nói thật với quý vị á, tôi biết trong cái thời điểm dịch á, dân mình khổ lắm. Tôi thường xuất hiện để cho anh em YouTuber đi kiếm tiền. Và thật sự là bây giờ quý vị thấy nhiều người kiếm 5-7 tỷ đồng, cả chục tỷ đồng, mua nhà, mua xe hơi đi, nhờ cái bà Nguyễn Phương Hằng này nhiều chuyện nè. Rồi có khi nhờ cái bà Nguyễn Phương Hằng này nè, mà đi chửi rủa bà để kiếm tiền cũng có nữa. Không sao cả, điều đó tôi không quan tâm. Nhưng cái quan tâm của tôi bây giờ là tôi nói cái gì là tôi nói có sốc và tôi bắt cái chứng. Tôi không phải với bà Nguyễn Phương Hằng ngày xưa đâu nha quý vị. Bởi vì bây giờ tôi đã từng nói rằng là tôi đã đứng cao rồi, không có lý do gì tôi cắm mặt xuống đất hết. Đó, thì chia sẻ với quý vị một chút cái cảm xúc của tôi khi mà tôi nghe được rằng là chỉ có bao nhiêu ngày đâu mà 9 ca mổ tim, mà một ca rất ư là đặc biệt. Nếu như bây giờ không phải cái quỹ mổ tim tôi mở trở lại thì rồi cái ca tim đó, em bé đó sẽ đi đâu rồi đâu? Sẽ đi đâu rồi đâu quý vị? Cứu một mạng người á còn hơn á là đi xây chùa ông bà thường nói. Còn đối với tôi á, tôi thờ ông bà tổ tiên, thờ quê hương, thờ đất nước, thờ cha mẹ ông bà của tôi. Đó, và trong tất cả các tôn giáo không ai có quyền ép người khác tu theo ý mình. Mỗi người có một cái tín ngưỡng riêng, không được ép người khác. Và bản thân tôi á là tôn giáo không, tôi cứ sống đúng lương tâm tôi thôi. Tôi giúp được ai cái gì tôi giúp, tôi làm được cái gì ai tốt tôi làm. Tu hành tôi không có phải là một mấy người mà đi đốt nhang rồi niệm Phật giống như tôi đi cúng hàng tháng là bình thường theo đạo lý của một người con thờ ông bà tổ tiên, thờ cha mẹ ông bà vậy thôi. Tôi không theo đạo phái nào hết đó. Cho nên là chiều nay tôi sẽ bút cho quý vị xem và tôi sẽ dẫn dắt cho quý vị xem một cái buổi talk show, có thể là buổi cuối cùng, có thể đó nha quý vị, để quý vị thấy rằng là sau 2.5 năm trải nghiệm tù tội thì tôi đã rút ra quá nhiều kinh nghiệm. Thành ra đừng có hòng tôi sơ hở để mà đớp và chát tôi nha quý vị. Sáng nay tôi mới nghe một cái thông tin này mà tôi nghĩ là quý vị ngồi đây nghe quý vị sẽ cảm thấy phẫn nộ. Tôi và anh Quỳnh Vy Dũng chưa bao giờ làm hại đất nước này. Và thằng Hùng Bơm nó lên nó nói á là tôi với anh Quỳnh Vy Dũng á để cái miệng nghe cái hậu môn của nó, nó chờ nó ỉa ra rồi ăn. Quý vị nghe nó được không? Còn cái câu nói nào mà tàn nhẫn hơn, khốn nạn hơn trong thằng ôm bơm đánh phá vào Việt Nam không có gì. Luật sư tiến sĩ mà ăn nói kiểu đó đó quý vị nha. Và tôi với anh Dũng á để cái miệng nghe cái hậu môn của nó chờ đất tức của nó. Vậy thì quý vị nghe, quý vị thấy nó có một tí nào là con người là đạo đức hay không? Cho nên cái chuyện nó ôm bơm đánh phá cho đồng bào mình đâu có gì ngạc nhiên. Tôi dẫn chứng cho quý vị thấy, cho quý vị nghe một con người bình thường á, mình có nỡ nói ai như vậy không? Đúng không quý vị? Cho nên là tôi cảm ơn quý vị rất là nhiều đã đến Đại Nam tham quan, thăm vợ chồng tôi, cũng ủng hộ Đại Nam. Đó là những gì mà tôi muốn chia sẻ với quý vị vào buổi sáng hôm nay. Và tôi sẽ hát cho quý vị nghe vài bài, sau đó là chúng ta sẽ gặp nhau vào buổi chiều. Chắc chắn một điều là tất cả những người đã từng yêu mến Nguyễn Phương Hằng tôi, tin Nguyễn Phương Hằng tôi thì sẽ không bao giờ thất vọng. Bởi vì người ta nói rồi, nói có sắp bắt phải có chứng.
đúng không? Ngày xưa tôi nói á, thì quý vị cũng thấy rằng tôi nói rất đúng, tôi đâu có nói sai. Không, nhưng mà không ngờ là tôi lại dướng vào cái 331. Nhưng mà những gì tôi nói quý vị thấy có đúng không? Quốc không trường phát nào, mặc dù tôi đi tù nhưng mà mọi thứ nó diễn ra đúng như vậy mà. Cho nên cay lắm. Những cái đứa mà phá hoại đất nước á, những đứa máu nhân dân nó cay cho lắm. Vì cái nồi cơm của nó đang bị tôi đánh phá. Và bây giờ cũng vậy. Đó là gì? Là sứ mạng của tôi. Thế quý vị, thương cũng phải phục và ghét cũng phải phục. Bởi vì đó là sự thật. Mà đã là sự thật rồi thì không ai phục được. Không thể biết cái sự thật thật. Không thật được. Tôi can đảm hơn người khác và tôi nói thẳng, nói thật. Còn bây giờ tôi nói một đất nước như thế này mà để cho giặc nội xâm nó tấn công từ từ, một người không lên tiếng, hàng trăm người, hàng triệu người biết cũng không lên tiếng thì sẽ đi đâu về đâu. Chúng ta yêu nước thương dân là chúng ta phải cùng với nhau nói lên một tiếng nói thì bảo vệ được một quốc gia, đúng không quý vị? Cho nên rất nhiều người nói cho tôi là bạn chơi một cuộc chơi quá nguy hiểm. Tôi biết chứ, tôi biết rất là nguy hiểm. Nhưng xin thưa quý vị rằng là tới tờ giờ phút này bản thân tôi không sợ chết là gì. Tôi vượt qua nỗi sợ hãi từ lâu lắm rồi. Kể cả ngày mai tôi chết tôi không có gì ân hận với cuộc đời nữa, vì tôi đã lắm rồi. Tôi đã với hai chữ tình người, tôi đã với lòng người, tôi đã lắm rồi. Bây giờ ai nhìn vô tôi đó, tôi thành công không? Tôi cũng còn rất xinh đẹp, rất phong độ, có tất cả mọi thứ mà nhiều người mơ ước. Nhưng mà nếu mà để mà nói rằng là tôi sợ chết thì không đâu. Vì tôi đã lắm rồi, an lạc lắm rồi. Có khi mọi người sống một cuộc sống đời đơn giản, đi làm xong về nhà, tắm rửa ngủ, nghỉ ngơi, vậy mà hạnh phúc không đã có nhiều. Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về. Nếu như tôi là người ngu dốt, tôi kém thì tôi biết rồi, thì có lẽ cuộc đời này không ai sướng hơn tôi. Vì tôi biết quá nhiều. Người ta nói rằng chết vì thiếu hiểu biết, nhưng không, tôi chết vì tôi quá hiểu biết. Nó sai sai thì sao quý vị? Vì tôi quá hiểu biết cho nên tôi không cam tâm. Còn người ta nói rằng mà với câu mọi người hay nói rằng là chết vì thiếu hiểu biết, biết cũng chết sống, nhưng không biết cũng chết, biết thì sống. Nhưng tôi biết quá nhiều, đó là cái điểm yếu. Và vì tôi biết quá nhiều tôi mới chết. Và vì biết quá nhiều cho nên trái tim tôi mới khổ đau. Thậm chí ở đây có những người đã từng hình như là có khi gặp tôi lần đầu tiên ngoài đời đã biết gì tôi đâu. Nhưng mà khi mà mọi người nghe qua những cái thông tin đại chúng á, mọi người nghĩ tôi chắc là một cái con dễ lắm, một cái con thiếu nhân cách, vô liêm sỉ, những lời mà người khác sỉ bán tôi. Nhưng không nha quý vị, một con người sinh ra chỉ có một lần thôi. Hơn nhau là danh dự. Một đời người mà danh dự là một điều thiêng liêng lắm. Đó cho nên có nhiều người gặp tôi không nghĩ rằng tôi ở ngoài đời tôi như thế này. Chỉ nghe qua những hình ảnh hoặc những lời nói. Và tôi nói quý vị nghe có một cái điều mà tôi chắc chắn là quý vị không tin. Có nhiều khi á, tôi live stream 6 tiếng, 7 tiếng, 8 tiếng đồng hồ. Tôi nói thao thao bất tuyệt không có một tờ giấy. Nhưng ngày hôm sau á, tôi nghe lại tôi không biết là tôi luôn. Tôi không nghĩ là tôi. Vì giống như là một cái điều gì nó từ trong cái khối óc của tôi nó tuôn ra. Không có kịch bản. Kể cả tôi bắt vô á, hỏi tôi tài liệu ai đưa cho tôi, tổ chức phản động nào hay là ai thuê tôi. Có đâu. Vẫn công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tôi. Và quý vị biết rằng là mỗi lần tôi lên live stream như thế này, tôi nhớ Hà Di. Tôi nhớ Hà Mai, Hà Di, tôi nhớ Hà Lê, tôi nhớ Tâm, tôi nhớ Thiệu. Vì tôi mà họ phải dính vào lão lý. Đó là điều tôi đau khổ nhất. Tôi chơi thì chung, tôi muốn ai liên lụy tôi hết đó. Đó là điều tôi không kiểm soát được. Cho nên nó trong thâm thâm tôi đây rất là. Tôi sợ ai tốt với tôi lắm quý vị. Và tôi tin chắc rằng là Hà Di sẽ được về sớm, ba người này và thầy Quân cũng sắp về rồi. Nhưng mà có một cái điều là quý vị biết không, khi mà đi ra xử phúc thẩm đó,
Tôi đã gặp thầy Quân. Tôi hỏi, tôi có nói thầy Quân là chị rất là xin lỗi em, vì chị mà em hơi vướng vào lắm đi. Thầy Quân cười, thầy Quân nói chị tâm thì em không hận đâu. Em không ân hận đâu. Mới đầu tôi bị chính bản thân tôi tưởng là thầy Quân đi tù ấy là vì công ty Quân nó thương. Nhưng không, Hoài Linh. Thầy Quân đi tù là vì Hoài Linh nha quý vị, không phải Vi Quân. Vì Vi Quân nó thương chưa đủ chứng cứ để buộc tội Hoài Linh. Đó, thầy Quân. Nhưng mà chỉ có một câu mà viện kiểm sát và tòa đã nói rằng là thầy Quân xúc phạm Hoài Linh. Rồi cuối cùng đấu đá nhau với mỗi chữ là thầy Quân nói rằng là Hoài Linh không có đạo đức. Có như đó thôi mà tôi rất ruột. Tôi có lỗi với bản thân tôi, là tôi có lỗi với những người đã cùng chơi với tôi một cuộc chơi drama. Tôi không có ý đưa họ vào. Nhưng mà quý vị biết là tôi đã từng thú nhận quý vị là tôi rất kém công nghệ. Thậm chí là mở máy tôi không biết mà. Quý vị nghe nó mắc cười không? Thậm chí là tôi muốn quan tâm. Rồi thì Quân đó là một cái người gắn kết chia sẻ với tôi thôi mà cuối cùng cũng phải đi tù. Cho nên tôi rất là buồn. Họ chưa về thì tôi còn rất buồn. Thế nên họ về, họ trở về một cuộc sống của xã hội bình thường rồi đó. Thì tôi đỡ thấy rất đi phần nào. Tôi nói nếu mà tôi gánh được, tôi gánh được. Và quý vị biết là khi mà tôi đi tù á, tôi xác định là tôi 7 năm. Thì cái này bằng mẹ với tôi không? Tại vì cái khung phạt của tôi á, là điều 331 từ 2 tới 7 năm. Nhưng mà khi tôi vào tới đó rồi á, thì tôi xác định luôn 7 năm khỏi năm tăng. Khi xử tôi 3 năm tôi không chống án chung. Thế thôi. Có người tôi ăn thù cho nó lắm quý vị. Tôi không chống án, tôi cũng không gian sinh 3 năm. Rồi tôi cảm thấy ok rồi. Cũng tôi đã xác định 7 năm. Vì sao? Tôi quất cây đa, cây đề, luôn cây cổ thụ. Thì tôi đi 7 năm, kịch khung là bình thường. Chơi là chung. Đúng không? Nhưng may mắn cho tôi, trời Phật cũng thay chuyển cho tôi là xử tôi như thế. Và khi ra tới phúc thẩm, tôi không trong án và bỗng nhiên tôi có mặt trong phiên tòa đó. Rồi tôi được giảm 3 tháng thì tôi qua cái mốc 30 tháng 4 đến 2 tháng 9. Nếu tôi di lý về để 3 ngày, chỉ 3 ngày thôi là tôi chung đủ tới 24 tháng 12, không giảm ngày nào. Chỉ có 3 ngày thôi. Thưa quý vị, trích xuất tôi 4 tháng để đi xử lại phúc thẩm. Trong khi đó trích xuất tôi ngày 9, ngày 11 xử thì hoãn tòa. Trong thời điểm đó tôi được giảm án, thì hoãn tòa tôi lại bị ở tiếp quan phong. Vì sao? Tuy rằng tôi đi tù 2 năm 9 tháng, nhưng cái án đó tôi ở mặt án 4 năm. Giảm rất là ít luôn. So với mặt bằng giảm án là tôi bị giảm rất ít, là bởi vì tôi bị giam quá lâu, 15 tháng. Rồi khi lên tới trường rồi lại đụng những cái sự cố mà tôi không mong muốn. Tôi xin tôi vắng mặt nhưng không cho. Tôi phải ra tòa. Tôi nói có một câu thôi, giảm một ngày tôi cũng không biết. Đó là danh dự đó. Cho nên tôi nói với quý vị rằng là không có khổ đau nào bằng tu tội. Đó là điều mà tôi luôn luôn thì tìm mọi cách để tha thứ cho người khác. Nhưng mà những anh youtuber rồi những anh youtube dơ, hãy cẩn thận nha. Khi cái sự tổn thương đó người ta là vượt quá mức rồi, quốc đó. Riêng cái thằng xóa TV á, mày không chạy khỏi tao đâu. Mày xóa hết, mày chửi tao đủ các kiểu, im lặng. Tao để cho mày chửi tao đã chưa, bây giờ tới phiên tao. Rồi cái ông gì với Bạc Liêu đầy đủ hết, 331 hết. Xác định đi, từ 2 tới 7 năm nó xác định đi. Một clip thôi là bao nhiêu năm, 2 clip là bao nhiêu năm, 3 clip là bao nhiêu năm. Nhớ cho rõ nha. Thầy Quân có một clip thôi đó mà 2 năm đó. Hai dính một cái clip của thằng. Có nghĩa là hôm nay tôi nói với quý vị cho rõ đó. Có nghĩa là thầy Quân đi tù vì Hoài Linh chứ không phải vì Quân Vĩ Quân. Còn tất cả là tấn công tôi từ Bình Dương cho
cho đến là công an thành phố thưa hai nơi để cho tôi bị hai phiên tòa cộng lại. Quý vị thấy ghê gớm không? Quá ghê gớm không? Nhưng mà trời không chiều lòng người, đúng không quý vị? Cho nên hôm nay tôi chia sẻ với quý vị cái nỗi buồn của tôi là khi thầy Quân, Hoàng Di, Hà Lê, Tất chưa về thì tôi cũng rất buồn. Chứ là mỗi lần lên trước ông chúng thế này là trong tim tôi buồn, thực sự tôi buồn lắm. Vì tôi mà họ phải hướng vào lao lý, tôi rất là buồn. Mặc dù không ai trách móc tôi và lương tâm tôi. Thôi thì chuyện gì thì nó cũng sẽ qua. Hôm nay tôi trần tình với quý vị chút xíu buổi sáng là bởi vì sáng nay tôi có rất nhiều cảm xúc. Vui cũng có, buồn cũng có. Vui là mình đã mở lại cái việc của tim với cháu mà hoàn cảnh khó khăn, nó có cơ hội được cứu sống. Và nó là những cái công dân kích sau này, vì trẻ là mầm non mà quý vị, là thế hệ, là tương lai sau này. Buồn là buồn cho cái sự đời thối nát, những người nhỏ ấm. Tôi chia sẻ với quý vị như vậy. Và bây giờ thì đều xin quý vị cho tôi được nói vài lời như vậy thôi. Bây giờ thì tôi sẽ hát cho quý vị nghe. Quý vị muốn nghe không ạ? Alo, quý vị nghe bài nào ạ? Ok. 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 Ok.